Rồi, hello anh em nhá. Đây hôm nay em liên hệ để thanh lý cho anh em một em họ Mi bị lỗi kết nối nhé. Đấy, em họ Mi này mang mã số là 322 và em họ Mi này thì chim bị lỗi ngửa nha các bác nhá. Đấy, anh em để em đuổi đuổi một chút để anh em có thể thấy được con chim bị lỗi ngửa này. Và giao lưu con em này thì rất là đẹp các bác nhá. Lông vàng, chân mỏ vàng. Nếu anh em mà không quá khó tính thì gọi em này là tam hoàng ok nhá, bởi vì là có ở trên cái sống mỏ ấy, nó hơi đen một chút. Đấy, còn lại là lông lá rồi chân mỏ là vàng. Đuôi thì là em đã nhổ đi và bây giờ nó đang mọc ra rồi các bác nhá. Đang mọc ra được khoảng 1/3 rồi. Anh em chăm lại thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ mọc lại đuôi đầy đủ dài để cho anh em chơi nha các bác nhá. Em này thì đặc biệt cái là nó là chim truyền, chim non lên nha anh em nhá. Nên là con chim rất là thuần người. Đấy, anh em có thể chơi làm chim khách được các bác nhé. Đây, chim non lên anh em nhìn thấy này. Đây em sẽ cho tay vào này. Anh em thấy không? Cho tay vào nó mổ tay các bác nhé. Anh em mổ tay này, bón sâu dế thoải mái bình thường luôn. Đấy, bón sâu dế đơn giản anh em nhé. Anh em nuôi quen chủ quen nhà, anh em chơi làm chim khách được. Đấy, anh em đặt bàn chơi làm chim khách được rất hay. Đấy, nếu anh em cho tay vào anh em hoặc là anh em cầm sâu cầm dế bón cho nó là nó ăn được các bác nhé. Với một em chim họ Mi đẹp như này nhưng mà bị lỗi ngửa thì em giao lưu với anh em 1.100.000 nha các bác nhá. Đấy, 1.100.000 cho em họ Mi này. Anh em về chỉ chăm lại một thời gian ngắn nữa thôi là đuôi nó sẽ mọc lại đầy đủ cho các bác. Đấy, em họ Mi này thì anh em về làm chim khách được. Anh em nào mà đã nuôi qua cái dòng chim non hoặc chim truyền lên thì anh em sẽ biết. Đấy, con chim anh em nuôi quen nhà quen chủ nhá. Anh em xách tay đặt bàn thoải mái luôn. Và khi nó căng điện nha anh em, nó chỉ cần nhìn thấy người đi qua hoặc là nhìn thấy anh em tiến lại gần là nó sẽ hót luôn các bác nhá. Đấy, hót luôn vào bung cánh bung đuôi bung xòe rất là đẹp nếu ở với những con anh em nuôi nó đã quen nhà ấy. Đấy, chim non nó là như thế anh em ạ, chim non chim khách. Anh em nào kết alo cho em nhá, chỉ 1.100.000 thôi. Đấy, các bác kết alo em. Đấy, chỉ có lỗi ngửa anh em nhé, còn chân tay móng mỏ đầy đủ hết. Anh em nào về mà thả avi cũng được, rất là hợp lý. Nếu mà không gian rộng thì con chim nó sẽ ít nhảy ít lỗi hơn các bác nhé. Em này mang mã số 322 và giao lưu với anh em 1.100.000, các bác kết alo em ạ. Rồi, sau khi em qua em 322 thì tiếp đến cho các bác em này là em mã số 323 nhé các bác nhá. Đấy, em một em chim họ Mi khá là cao cầu. Đầu mặt em này cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Em này có một bộ đầu mặt đẹp xuất sắc luôn. Đấy, hai họa nét căng đều đẹp như vẽ các bác nhé. Em này thì có một bản đuôi xòe nhưng mà đầu đuôi của em nó lại bị do vận chuyển là bị hỏng mất rồi các bác. Em này là chuẩn chim già rừng nha các bác nhé. Chuẩn chim già rừng chân khô. Đấy, chân sáng rất là đẹp chim. Do lông đuôi nó bị hơi hỏng một chút cái đầu đuôi này nên là em giao lưu với anh em giá rất là hợp lý, hạt rẻ thôi. Đấy, chỉ 1.400.000 nhé các bác nhé. Đấy, 1.400.000 cho em họ Mi đẹp này. Anh em xem kết thì có thể alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 nha anh em nhé. Chim rất đẹp anh em ạ. Để anh em chăm lại đuôi. Cũng sắp đến mùa lông rồi. Khoảng 1 đến 2 tháng nữa thôi chim nó đến mùa lông là nó cũng sẽ chút đi cái bộ lông cũ này. Đấy, và nó sẽ thay cho mình một cái bộ lông mới đẹp hơn. Đấy, để cho anh em chơi nhé các bác nhé. Năm nào cũng thế, cứ đến vụ lông là nó sẽ thay lông. Đấy, con nào cũng vậy. Anh em có mua 1 triệu, 10 triệu hoặc là vài trăm triệu đi chăng nữa thì đến vụ lông nó vẫn phải thay anh em ạ. Đấy, nên là những chú chim này thì anh em cũng chỉ chăm lại một thời gian thôi là nó sẽ thay lông và có một bộ lông mới hoàn chỉnh cho anh em chơi con nhá. Em này mang mã số 323, giao lưu với anh em 1.400.000. Đấy, anh em kết thì alo cho em ạ. Em sát một chút cho anh em xem nhá. Đầu mặt em này thì hai họa nét căng, đầu mặt rất đẹp, chân khô đét các bác nhá. Mẫu chim này thì rất là dễ chơi, đảm bảo với anh em một điều như vậy. Anh em kết thì alo cho em ạ. Tiếp tục lên hình cho anh em mã số 324 nha các bác nhá. Đấy, em 324 này thì chim là bộ khá là to các bác nhá. Đấy, anh em nào kết thì có thể mạnh dạn alo cho em. Em này em lên hình và giao lưu với anh em 1.600.000 nha các bác nhá.
Đấy, các bác kết thì cứ mạnh dạn alo. Chim thì em sẽ quay rất là rõ nét đầu mặt cũng như chân mỏ bóng bộ cho anh em xem. Và em đều báo giá công khai hết để cho anh em mình có thể lựa chọn và cân đối tài chính. Nếu anh em mình kết em nào thì alo. Và anh em thì hiểu như alo là có thể mua được chim nha các bác nhé. Và em ship chim cho các bác toàn quốc luôn. Anh em ở đâu em cũng gửi cho các bác được. Đấy, chim này thì không gửi COD được, không gửi ship được, nên là mình sẽ phải gửi xe khách hoặc gửi tàu nha các bác nhé. Vì chim này nó là động vật sống. Đấy, em phải gửi đến tay các bác nguyên vẹn và con chim nó phải khỏe mạnh. Đấy, sống khỏe mạnh để anh em có thể chơi để chăm. Thế nên là sẽ phải gửi vào hộc và có cám nước như cầu cống đầy đủ để cho nó ăn và nó sống ở trong đấy khoảng 1-2 ngày. Nếu anh em ở trong miền Nam thì em sẽ gửi 1-2 ngày anh em mới đến. Đấy, còn miền Bắc thì rất là đơn giản rồi. Em ở Tuyên Quang và gửi cho các bác miền Bắc thì gửi trong ngày anh em nhận được luôn. Bây giờ xe cộ nó cũng rất là nhiều nên là gửi nó đơn giản lắm anh em ạ. Đấy, anh em nào mà xem thì kết là cứ alo nha các bác nhé. Anh em ở đâu em cũng ship được. Quan trọng là anh em mình thiện chí muốn mua thôi, là anh em mình có thể giao lưu với nhau. 1.600.000 cho em họ Mi mang mã số 324 này các bác nha. Các bác kết thì alo cho em các bác ạ. Rồi, tiếp tục là đến em mã số 325 cho các bác nha. Em này bản đuôi xòe, bộ to các bác ơi, rất đẹp anh em nhé. Bóng bộ liền lạc này, chim chuẩn chim già rừng luôn. Giọng rất là hay nha các bác nhé, luyến láy hót nhiều giọng. Chim đã hót rất là tốt trong học rồi, về anh em sẵn chơi sẵn chăm các bác nha. Chim không hề tật lỗi gì hết. Rất đẹp chim, bộ to. Anh em nào kết em này thì mạnh dạn nhấc máy alo qua số điện thoại 0978 767 689 nha anh em nhá. Đầu mặt đẹp, đuôi xòe. Anh em nhìn và bộ to nhìn rất là sướng mắt các bác nhá. Đuôi xòe đẹp luôn. Giao lưu với anh em này là 1.700.000 nha các bác nhá. 1.700.000 em mã số 325 này. Nhìn ok không các bác? Quá đẹp luôn. Đuôi to, đuôi xòe, bóng bộ liền lạc. Chim già rừng này nhá. Già rừng thì anh em biết đấy, chim già rừng thì điện đóm nó rất ổn định và giọng rất là hay các bác nhá. Điện này rất giọng. Anh em chơi mộc mà chinh phục được chú chim già rừng như thế này thì khi anh em mình chăm được con chim lên thì sẽ rất là thích. Mổ lồng rất ác luôn anh em ạ. Em này thì họ rất là tốt trong học rồi anh em nhé, là về anh em sẵn chơi. Em cao cầu đuôi dài này mang mã số 326 nha anh em nhá. Anh em thấy một chú chim siêu mẫu chưa? Chim rất là cao cầu nha các bác nhá. Đấy, dài đòn trường chim, đuôi dài ngoằng luôn anh em ạ. Đuôi dài ngoằng lá vả nha anh em nhá. Em này đang trong quá trình là xuống lông rồi anh em ạ. Đấy, thì về anh em chỉ chăm lại một thời gian ngắn nữa thôi là chim nó sẽ thay một bộ lông mới và anh em sẽ có một chú chim với một bộ lông hoàn chỉnh và đẹp đẽ để chơi cho cả năm sau nha anh em nhé. Đang trong quá trình là bắt đầu xuống lông rồi. Em này mang mã số 326 nhá. Anh em nào mà chốt em này về ôm lông thì em để giá giao lưu với anh em 1.500.000 nha các bác nhá. Chim rất đẹp, trường chim dài đòn nha anh em nhé. Em zoom cho anh em một chút này. Đấy. Trường chim, dáng chim chuẩn ngũ trường luôn. Thank you.